Đại ca. Sao? Em nghe nói nhà này nhiều ma lắm á. Không ấy mình kiếm nhà khác đụng đại ca. Ma con mẹ mày. Nhìn mặt tao giống mấy thằng sợ ba chuyện ma cỏ tào lao lắm hả? Mày sợ á, biến. Dạ. Mày đéo có tiền trả nợ cho tụi giang hồ á, tao lấy cái tay mày. Vô. Vậy tức là im lặng đúng không anh? Chứ còn cái gì nữa? Mày nói lớn cái thức thì sao? Vô. Ừ. Má, mày làm cái gì? Má em đang ngủ ở nhà. Ý của tao là mày lụm mấy cái lon bia làm con mẹ gì? Ừ, thì đem về bán. Bán cho cái đầu bây giờ. Kiếm đồ có giá trị mà lấy. Thằng ngu này. Ờ, à, em hiểu rồi. Cái đó có giá trị hả? Giờ mày vô phòng này ha, tao qua phòng bên kia. Nhớ vô trọng lấy mấy cái đồ có giá trị thôi. Nghe chưa? À. Mày bắt ngáo mà chết chứ tao. Đi. Này cũng không có giá trị gì lắm. Mở cái đèn lên mà lút. Mắc gì cực vậy? Em bị cao huyết áp quá đại ca. Cao vô cái đầu mà bây giờ á. Cửa này ai chạy? Đại ca, khuya rồi đừng có giỡn nữa. Đại ca. Thank you.
Tao nè, em đi im đi. Thằng chủ nhà nó biết thì chết cả lũ đó. Nhưng mà ở trong có mà. Mà cái con mẹ mẹ chồng. Ma đâu? Mày bị ngu hả? Nó kìa kìa. Mẹ mày giỡn với tao hả? Mày mà la khơi một lần nữa tao cắt cái lưỡi của mày á. Đi. Cái gì nữa? Nó nữa kìa. Này mày giỡn mặt cho tao hơi nhiều rồi đó. Tin tao lấy cái mắt của mày không? Đóng cửa lại cho tao nhanh. Canh cái miệng ngồi im nữa cho tao. Gom nhanh rồi đi. Coi như đây là đủ cứu sống tao với mày vậy đó. Nhanh đi. Làm con mẹ gì nữa vậy? Đi. Đại ca. Đại. Tôi cãi. Đây. Đại ca bình tĩnh còn chạy nữa. Đại ca bình tĩnh. Con xin ông hãy tha thứ cho con. Tất cả những điều con làm từ nãy đến giờ đều là do một tay đại ca của con xúi giục. Con không hề biết gì hết. Nếu như ông muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt đại ca của con. Con cảm ơn ông. Có giỏi thì mà giết tao đi. Giờ về cũng chết à. Vậy là hù thôi chứ không làm được mẹ hết trơn ha. Rồi mắc gì để tóc dài? Tính hù ai? Chứ tụi bay thấy con ma nào tóc ngắn không? Chết rồi ai cắt tóc cho ma nữa mấy cha. Ê. Làm gì vậy? Tính ôm cái tại thấy tội nghiệp quá. Tào lao, về. Về.
Má, con ma nữa chứ mày. Ê, tao không đụng tụi bay được, nhưng đồ vật thì khác. Ôi, dậy đi, dậy. Sao mày chụp hai dĩa này làm gì vậy? Tại vì nó có giá trị. Phường nghe. Anh ơi, nhà em bị cướp, số nhà em ở. Alo. 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 Nhưng ai gọi phá vậy trời? Má quên. Mình chết rồi nói chuyện hồi đâu ai nghe đâu.